Chào các bạn, mình là Queen Queen đây. Hôm nay thì mình và Momo sẽ cùng nhau đi chơi Insa Đông. Và đây sẽ là video bắt đầu cho chuỗi series vlog du lịch Hàn Quốc của Queen Queen và Momo. Mình đã tag Momo trên Facebook là nhớ mặc quần áo ấm, nhưng mà không biết là bánh bèo đó có mặc quần áo ấm đến không. Thì bánh bèo đó thì mình cũng đã phải mặc cái váy dài thường thường ở trong mình, thường thì mình không mặc váy dài đâu bởi vì là sợ lạnh. Nói chung thì thật á, thôi bây giờ chúng mình đi cùng nhau đi xem nhé, để tụi mình đi xem nha. Quay lại với bộ máy mới. Ui bếp ai vội rồi mà sao vẫn bếp nhở? Nguội máy thôi hả? Các bạn chúng mình định đến Insa Đông rồi đây. Chị giới thiệu cho các bạn, em sẽ đứng ở đây ngắm cảnh. Momo sẽ giới thiệu cho các bạn về Insa Đông. Insa Đông là một khu rất truyền thống và nó nằm gần một khu nơi mà các bạn nhất định sẽ đến. Là đằng trước Insa Đông rồi là Samcheong Dong cũng là một khu rất là truyền thống ở Bình Thuận, còn bên này chỉ là trong một khu và đây là Insa Đông. Các bạn đến Insa Đông với Quyên Quyên và không phải mò thôi nha. Bây giờ thì chúng mình sẽ đi ăn trưa. Mặc dù bây giờ chưa là trưa nhưng mà bây giờ là trưa rồi má. Bây giờ 11 giờ gì nữa? À thế à? Không! Hẹn nhau tại... 11 giờ mà. À ừ ha, tuy là chúng tớ vừa mới đến nhưng mà sẽ đi ăn trưa luôn. Còn nếu mà đến Insa Đông này thì đây như lúc nãy mình cũng đã nói là một khu truyền thống. Bây giờ chúng mình sẽ đi ăn đồ ăn sinh Hàn Quốc. Ở đây là quả Momo đã từng xuất hiện trên cái trang trí Mà sinh nhân nhỏ sọc. Vậy quán đây là quán món ăn của Chol La Nam Du. Quán chỉ dành cho phái nữ nhưng mà nam cũng được. Quay uống thức dầu cần. Đây là thức giảm cân của Mo. Mặc dù Mo đã xoán ngôi gầy nhất văn phòng của mình nhưng mà nó vẫn uống thức giảm cân. Tại vì mình bị tóc. Thức giảm cân hay hơn thức. Thường thì uống thức giảm cân sẽ bị táo bón đúng không? Nhưng mà thuốc này không bị táo bón nữa mà. Uống thuốc này một ngày các bạn có thể đi được 4 lần. Vãi cả 4 lần. Thế là tiêu chảy à? Không, lấy đâu ra mà lấy đâu ra mà để đi được 4 lần đấy. Ít nhất là 2 hoặc 3 lần mỗi lần đi một tí. Nhưng mà nói chung là rất là thần kỳ mà. Mặc dù đây là thuốc tổng cân nhưng mà tôi uống vào tôi còn tăng cân thôi. Tại vì đi quá nhiều ăn quá nhiều. Thuốc này có thể mua ở đâu? Mau giới thiệu luôn cho các bạn. Thuốc này là thuốc GRN. Đúng rồi, GRN. Các bạn hãy tự lên mạng mà search nha. Nếu mà tôi giới thiệu sẽ thành quảng cáo mất cho nên tôi không giới thiệu đâu. Bí vàng. Trong có hành với cả không có thịt đâu. Nó kiểu vừa mới làm xong ấy xong là rất là mềm ấy. Kiểu nó như là tuyền, nó là bánh nhưng mà nó tan vô trong miệng á. Mà em ấy là con người không thích nhai. Lười làm tất cả mọi thứ. Đây á. Thịt bò xào hành tây.
Ôi thật là kỳ diệu. Bỏ ra Hàn Quốc. Các bạn có thể lắc cơ bên này thì nó không bị dính. Cảm ơn quá nhiều chăm ăn. Đúng là phải ăn. Con gái phải đi ăn đồ. Đồ con gái làm. À đây có quán Osalong. À đúng rồi, em là xanh. Con đấy cũng chưa. Con đấy ngon chị. Ngon ngon ngon. Bây giờ chúng mình sẽ đi ăn đi sao? Không được. Bây giờ chúng mình trước khi đi ăn đi ra, chúng mình sẽ đi thăm chị Kim trước. Câu câu. Ở đằng này còn có bán cậu oppa. Bán cậu oppa. Đây là oppa khẩn là đợi oppa khẩn là nhé. Ôi đúng rồi, em nhìn thấy, ôi thôi. Nhìn thấy có nửa mặt thôi, phát hiện ra ôi đỉnh vãi. Ai? Sao chung? Vãi. Ôi đúng là tình yêu bất diệt. Chiki này là cái địa điểm mà tất cả mọi người đều đến khi mà đến Isadong. Nói là chúng ta cũng phải vui quá như này là bán đồ. Ồ, khá là cổ bán đồ lưu niệm á. Đầu tiên vào đây chị ạ. Ồ thế á, chỗ đằng kia bán bánh hình cục cách. Các bạn cũng rất thích làm về chủ đề. Có hai loại, đó là một là đậu đỏ, hai là chocolate. Nó giống cái bánh cá thôi, chẳng có khác gì cả. Nhưng mà vỏ hơi kiểu giòn hơn. Hơi giòn hơn, hơi dai hơn. Sao sao? Sao sao? Ngọt quá. Ngọt á? Nhiều sữa. Bây giờ chúng mình sẽ đi lên ăn uống nghỉ ngơi. Ôi, mình quá. Chưa, nếu mà các bạn, nếu mà tín đồ trà xanh thì khuyên các bạn nên đến đây ăn một lần. Ngày trước nó không phải là tín đồ trà xanh nhưng mà dạo này tôi ăn trà xanh cho nên là cảm thấy rất là mãn nguyện. Và có một điều đặc biệt đó là nhân viên ở đây rất là nhiệt tình và đẹp trai. Các bạn hãy đến với Osalong ở Isadong nha.